Xin mời quý vị các bạn theo dõi trận tứ hùng từ thiện, trận chung kết tứ hùng từ thiện xây nhà tình nghĩa tại Đông Anh giữa hai đội bóng các ngôi sao Đông Anh và đội bóng Hiệp Hòa Group. Trong đội hình của các ngôi sao Đông Anh có rất nhiều gương mặt quen thuộc và đáng chú ý, trong đó là sự xuất hiện của hai tuyển thủ U23 Việt Nam Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải. Ngoài ra thì còn có cựu cầu thủ Lê Quang Long, tức Long Thổi. Long Thổi cũng là một người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Đông Anh. Giải tứ thiện, tứ hùng từ thiện xây nhà tình nghĩa này xuất phát từ ý tưởng của tiền vệ tuyển thủ quốc gia Huy Hùng. Giải đấu được Huy Hùng và những người bạn của mình tại Đông Anh ấp ủ từ lâu. Và sau khi các tuyển thủ ra Việt Nam trở về thì giải đấu này bắt đầu mới được thực hiện. Rất hay, một tình huống xử lý quá hay. 1-0 cho cầu thủ Hiệp Hòa Group. Rất bất ngờ. Một pha ghi bàn rất đẹp của Quang Anh. Quang Anh không phải là một cái tên xa lạ với giới bóng đá phủi Hà Nội. Quang Anh là người trưởng thành từ đội bóng Cường Quốc và hiện tại anh đang thi đấu cho đội bóng Cung Văn Hoa Lư. Đội bóng của Duy Mạnh và Quang Hải đã phải nhận bàn thua. Rất hay, Quang Hải vào. Nếu chút nữa thì bàn thắng đã đến cho cầu thủ Đông Anh. Đây là hiệp 2 của trận đấu và những phút tiếp theo chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Trong đội hình của Hiệp Hòa Group gồm những gương mặt quen thuộc, đó là Dương Hít của Tin Lớn và Anh Em, Quang Anh của Cường Quốc và ngoài ra còn có Minh Báo Đen. Giải tứ hùng từ thiện xây nhà tình nghĩa còn thêm có thêm hai đội bóng khác là đội bóng Cho Vay Nhanh và đội bóng Kinh Đô Việt Pháp. Và đây là trận chung kết. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về Hiệp Hòa Group. Một pha xẻ lách rất hay của Dương Hít. Rất nhanh. Đây là Dương Hít. Chính Duy Mạnh và Quang Hải là những người ghi bàn thắng để giúp cầu thủ Đông Anh vào chơi trận chung kết. Hai bàn thắng của Duy Mạnh và Quang Hải đều rất hay. Dương Hít. Cầu thủ Đông Anh đang cố gắng. Nguy hiểm quá. Rất khéo. Sút đi. Không được rồi. Vâng, trọng tài đã xác định một tình huống phạm lỗi. Và chúng ta cùng chờ đợi một tình huống phối hợp dứt điểm xuất phạt của Quang Hải và Duy Mạnh. Tại trận bán kết vừa rồi thì Quang Hải và Duy Mạnh đã tái hiện lại hình ảnh cao tuyết và xuất phạt trong trận chung kết gặp Uzbekistan. Chúng ta chuẩn bị xem màn cao tuyết thứ hai của Quang Hải và Duy Mạnh. Không, Duy Mạnh đã không cào tuyết cho Quang Hải rồi. Quả là Duy Mạnh định đá. Quang Hải và Duy Mạnh đang bàn với nhau. Và chúng ta cùng chờ một siêu phẩm tiếp theo tại sân 7. Một góc sút như này thì rất khó, nhưng vẫn có bất ngờ gì xảy ra. Không được. Một pha đánh gót của Quang Hải cho Duy Mạnh nhưng không được. Không được.
Xin chào chủ tịch Ngô Đình Diệm nhá. Đội Hiệp Hòa Group của quê hương của chủ tịch đang đá đây. Xem tạm đi bạn Hà Nguyễn ơi. Có xem là tốt rồi. Mình không định quay đâu mà nhân tiện mình quay thôi. Không có chân thì quay tạm cho mọi người xem thôi. Còn không xem được thì thôi các bạn thông cảm nhá. Muốn quay dễ xem thì mang máy quay đi xem thôi. Quang Hải số 7 bạn nhá. Đang đứng trước bóng đấy. Chuẩn bị đá vào bây giờ đây. Quang Hải chuẩn bị đá vào bây giờ đây. Là một tình huống tiền này, là một tình huống tuyệt đây. Lắm mày hút cười đi, lắm hút cười đi. Hút cười đã đang Hoàng Tô đá dự bị bạn nhá. Hoàng Tô trận trước đá rồi, Hoàng Tô trận này dự bị. Đúng rồi, Quang Hải số 7 và Duy Mạnh số 11. Tỷ số hiện tại đang là 1-1. Quang Hải rất thầy. Đúng rồi, Huy Lam Nguyễn ơi. Ai nhỉ?
Sao biết mình nhỉ? Bây giờ chiến thuật của các đội hòa có cả Đức và Anh. Khi mà Đức và đội tuyển Đức và tuyển Anh thi đấu thì trường đổi tài mất pin rồi, để mà lên sạc bên kia. Đứng lại, đứng lại. Đứng vào. À, Lam Béo à? Tao nhầm, tao không để ý. Đúng rồi, Lam Béo. Lam xuống. Đến từ Đà Lạt.